xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ câu số 8. Thì hôm nay mình muốn làm một cái video để cho anh em có thể cập nhật những cái xu hướng sắp tới vào ngày cuối tuần này. Tại vì là bây giờ là mình thấy rằng á, là thị trường đang rất là tốt. Vậy thì đâu sẽ là những cái gương mặt mà sắp tới chúng ta cần phải chú ý và tiềm năng hơn, bên cạnh những cái tên mà đã tăng trưởng quá là vượt bậc trong thời gian vừa qua. Thì mình cũng muốn làm video này để mình chia sẻ đến cho anh em. Thì có một điều lưu ý là đây là những cái chia sẻ dưới góc nhìn quan điểm cá nhân của mình, do những cái phân tích của mình của những diễn biến sự kiện cũng như là những cái sâu chuỗi mà đã xảy ra trong thời gian vừa qua đối với thị trường tiền mã hóa. Thì mình sẽ không dài dòng nữa và mình cùng đi vào cùng video thôi. Thì đầu tiên á, thì mình chắc hẳn là rất nhiều anh em cũng rất là mừng đồ, và đối với riêng cá nhân mình cũng vậy, khi mà chúng ta đã thấy là vào ngày hôm qua thì Bitcoin đã đạp lên ngưỡng là 50.000 đô rồi, đúng không anh em? Thì mang lại một cái sự tươi sáng rất là lớn để khởi động cho một cái mùa altcoin trở lại. Trong một cái giai đoạn trước đây khi mà chúng ta đã phải chờ đợi quá lâu trong vòng 3 tháng rồi. Thì đầu tiên thì Bitcoin khi mà nó đã vươn lên ở cái mức giá là 50.000 đô này, thì anh em có thấy một cái điểm chú ý đối với mình hay không? Đó chính là việc Bitcoin đã mở ra một cây nến tháng thứ 3 trong năm 2021 và một cây nến xanh, và đóng một cây nến xanh tăng liên tiếp trong 2 tháng như vậy, và khởi động một cây tháng thứ 3 như vậy. Thì cái điều này á, nó đã cho chúng ta một cái bức tranh rõ ràng hơn trong việc là chúng ta có đi đến vào chu kỳ downtrend hay không. Thì mình cũng giải thích cho anh em một tí, tức là sau khi mà Bitcoin nó đã rớt từ vùng 64.000 đô, cái mức ATH lớn nhất trong lịch sử của nó nè, nó rớt về như vậy, nó rớt trong vòng 3 tháng liên tiếp như vậy, thì rất nhiều người đã hoài nghi rằng là liệu chúng ta đã bước vào một cái chu kỳ downtrend hay không. Thì chúng ta hãy nhìn vào một cái bức tranh rõ hơn, là một bức tranh về năm 2018, khi là chúng ta đã vào cuối năm 2017 anh em, cuối năm 2017 khi mà Bitcoin nó lên tới ngưỡng gọi là gần 20.000 đô, và sau đó nó bước vào một cái chu kỳ gọi là chu kỳ downtrend kéo dài vào năm 2018 ha. Thì vào cái thị trường downtrend gấu nè, cái thị trường gấu năm 2018, thì chúng ta không hề chứng kiến bất kỳ một cái tín hiệu nào khi mà hai cây nến tháng liên tiếp xanh, và chưa đến nói một cây nến tháng thứ ba đóng ở trên ngưỡng hai cây xanh này và tiếp tục một cái chu kỳ tăng trưởng như thế này ha. Thì một cái bức tranh rõ ràng hơn là vào năm 2018 như thế này thì nó chưa từng đạt được, nhưng ở hiện tại chúng ta đã có hai cây nến tháng xanh liên tiếp rồi và bắt đầu khởi động một cây nến tháng thứ ba đóng trên ngưỡng này và vẫn đang tiếp tục xanh. Thì điều này chứng minh rằng là chúng ta chưa hề đi vào một chu kỳ downtrend nào cả, và hiện tại chỉ là một cái mức điều chỉnh từ ngày 19 tháng 5 thôi. Mặc dù cái mức điều chỉnh đó nó khá là mạnh, nhưng mà đối với riêng quan điểm cá nhân của mình thì chúng ta vẫn đang trong một chu kỳ bull run vào năm 2021, và rất có thể sắp tới chúng ta sẽ bước vào một cái chu kỳ tăng trưởng mới hơn, mà mình tạm gọi đó chính là siêu chu kỳ tăng trưởng ha. Thì cái điều này chúng ta còn phải quan sát tiếp theo, nhưng mà dữ liệu đã trả về cho chúng ta là chúng ta chưa hề bước vào một cái chu kỳ downtrend nào cả. Và với cái mức giá là khi mà Bitcoin đã vượt lên hẳn 50.000 đô như vậy á, thì cái dữ liệu on-chain mà mình quan tâm nhất hiện tại đó chính là về các dòng tiền tích lũy của Bitcoin đã đang chuyển biến ra sao. Thì anh em có thể thấy được rằng á, là mặc dù giá đã lên mức 50.000 đô như vậy, nhưng mà trong cỡ khoảng từ ngày 30 tháng 8 là anh em, đến thời điểm hiện tại thì Bitcoin vẫn được rút ra khỏi sàn mà thôi, chưa hề có một dấu hiệu nào đẩy Bitcoin lên sàn để mà tạo nên một cái áp lực bán mạnh mẽ cả. Thì đây là cái dữ liệu mà mình quan tâm nhất đối với thời điểm Bitcoin hiện tại, mặc dù giá đã lên mức 50.000 đô rồi, nhưng mà số lượng Bitcoin nó càng được rút ra khỏi sàn, chứng tỏ là các nhà đầu tư bán lẻ, đơn lẻ, cá nhân cũng như là các tổ chức của quỹ ha, họ vẫn đang tiếp tục tích lũy Bitcoin trong thời điểm hiện tại và chưa có nhu cầu bán ra mạnh mẽ vào lúc này. Tuy nhiên, mình nói đi cũng phải nói lại một tí, tức là để cho anh em đừng có bị FOMO quá, cũng như là đừng có bị hào hứng quá vào cái thời điểm hiện tại. Thì theo quan điểm cá nhân của mình á, thì ngay khi Bitcoin đã đạt mức giá là 50.000 đô trở lên vào thời điểm hiện tại rồi, thì nó sẽ có một cú điều chỉnh nhẹ xuống dưới nữa ha, một cú điều chỉnh nhẹ chứ không phải là một cú crash anh em, một cú điều chỉnh nhẹ để có thể backtest lại những cái chỉ số để khiến cho nó trở nên nó bền vững và lành mạnh hơn trước khi chúng ta tiếp tục bước vào cái chu kỳ tăng trưởng. Thì dĩ nhiên nó cũng phải có những cú backtest, nó cũng phải có những cái cú điều chỉnh nhẹ để có thể là kiểm tra lại thị trường ở mọi chỉ số ha. Thì chúng ta hãy đến với một bức tranh tiếp theo đi, chính là một bức tranh về Ether đi. Thì chúng ta đã thấy rằng là Ethereum đã tăng rất là mạnh mẽ trong thời gian vừa qua, và vào ngày hôm qua đó thì Ethereum đã đạt mức khoảng là 4.000 đô rồi, và chúng ta chỉ còn cách cao nhất
mức cao nhất của Ether là 4.300 đô mà thôi. Thì cái điều này nó xảy ra thì mình hoàn toàn không mấy ngạc nhiên về Ethereum. Thì anh em có thể thấy là trong vào cái giai đoạn tháng 6, tháng 7 đó thì Ethereum đã thực hiện một cái bước đột phá là về hard fork London. Thì cái điều này nó tạo ra một cái cơ chế đốt Ethereum, và tất cả những cái cơ chế đó nó đều tác động mạnh mẽ lên giá của Ether, và nó đều tác động mạnh mẽ đến xu hướng của người dùng đối với Ethereum trên tất cả các nền tảng là DeFi, DApp được xây dựng trên Ethereum. Thì nếu mà anh em nào có quan tâm về cái cơ chế đó nó đã diễn biến như thế nào và cái lộ trình của nó, cái cơ cấu, cái hệ thống của nó ra sao, thì bên mình cũng đã làm một cái video để có thể bàn luận về cái hard fork này. Thì mình sẽ để cái video đó bên dưới để mà anh em có thể vào để mà mình tìm hiểu thêm kiến thức ha. Thì nhờ vào đó thì Ethereum nó đã bay một cách rất là mạnh mẽ đến tới thời điểm hiện tại. Và cái động lực nào để cho mình tin tưởng rằng là Ether sẽ không dừng lại tại đây, có thể sẽ break luôn ATH của mình và đạt một cái mức mới trong năm nay, đó chính là chúng ta hãy nhìn vào lượng, gọi là lượng Ethereum được stake trong hợp đồng 2.0 đi. Thì cái con số này nó vẫn tiếp tục tăng lên em, nó tăng lên. Và tới thời điểm hiện tại là đã có khoảng là 7,3 triệu Ethereum được stake vào rồi. Đó, thì đây là một cái diễn biến nó rất là tích cực. Nó tích cực ngay cả khi Ethereum phải gánh chịu một cái sự giảm giá vào ngày 19 tháng 5 bởi Bitcoin ha. Thì cái chỉ số này nó vẫn tiếp tục tăng lên. Cái điều này nó thể hiện là một cái niềm tin rất là mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư trong một cái bước chuyển mình của Ethereum tiến về trái tim Ethereum 2.0 vào năm 2022 ha. Thì hiện tại là chúng ta đang ở ngưỡng là sắp tới ngưỡng quý 4 năm 2021 rồi. Vậy thì chúng ta sẽ gần như là bước qua năm 2022 thì có thể là cái trái tim Ethereum 2.0 đó sẽ được triển khai ở những giai đoạn tiếp theo và có thể mở ra được cho Ethereum một cái con đường nó mạnh mẽ hơn, nó hào quang hơn. Thì cái điều này nó cũng gây ra một cái sự phấn khích đối với các nhà đầu tư đối với giá của Ethereum hiện tại ha. Vậy thì chúng ta hãy đi đến một cái dữ liệu on-chain khác, tức là về dữ liệu on-chain của Ethereum đang diễn biến ra sao ở trên các sàn giao dịch đi. Vậy thì so với cái dữ liệu của Bitcoin đó anh em, thì chúng ta liên tục có những cái chuyển biến nó tương đối cân bằng, như là lượng Bitcoin được đưa lên sàn nè, sau đó là lượng Bitcoin được rút ra khỏi sàn nè, đó, nó chuyển biến liên tục như vậy. Nhưng mà đối với Ethereum thì anh em thấy trong từ giai đoạn qua, từ đầu tháng 8 tới giờ, thì hầu như cái chỉ số Ethereum được rút ra khỏi sàn giao dịch, nó hoàn toàn nó áp đảo chỉ số Ethereum được đưa lên sàn ha. Thì điều này nó cũng giải thích rõ cho một phần là giá của Ethereum tăng trưởng hiện tại là nó cũng phụ thuộc vào cái yếu tố này, khi mà lượng Ethereum chỉ liên tục được rút ra mà thôi chứ không được đưa lên sàn nhiều. Đó chứng tỏ là các nhà đầu tư bây giờ là vẫn đang khát khao Ethereum, và điều này nó lại càng làm khan hiếm hơn cái lượng Ethereum đang còn lại trên các sàn giao dịch và đang tồn tại ở trong cái lượng cung lưu thông của nó ha. Tại vì các nhà đầu tư họ rút ra rồi họ sẽ đưa về ví, cộng với cái cơ chế đốt ở bên Ethereum kể từ sau khi triển khai hard fork London nữa, thì điều này nó sẽ làm càng ngày càng làm giảm nguồn cung của Ethereum và giúp cho Ethereum tăng giá hơn trong tương lai ha. Đó là về những cái mà sơ lược thôi mình muốn cập nhật cho anh em về hai cái đồng coin nổi bật, hai cái đồng coin lớn nhất trên thị trường tiền mã hóa ha. Vậy thì chúng ta hãy đi đến một cái mục tiêu chính của ngày hôm nay đi, đó chính là về các đại diện nào mà mình cho rằng là sắp tới anh em hãy nên lưu ý về nó, hãy nên đặt một chút tiềm năng vào nó ha. Thì ở video đợt trước á, thì mình có nói đến một cái đồng, đó chính là về Polkadot. Thì nếu anh em nào mà chưa biết về đồng Polkadot này cũng như là cái xu hướng của nó ra sao thì anh em có thể tìm ở cái video đợt trước của mình á, khi mà cái video nó với cái tiêu đề là những đồng coin liên tục đạt tới ATH á, thì cái đồng coin này sẽ là một cái gương mặt đại diện nổi bật tiếp theo ha. Thì trong đó có Polkadot. Thì ngay tại thời điểm mình làm Polkadot á, và cái thời điểm đó thì vào thời điểm hiện tại thì Polkadot cũng đã tăng nhẹ rồi. Đó, thì mình vẫn giữ cái quan điểm cũ của mình thôi, thì sắp tới dòng tiền sẽ đổ rất mạnh vào Polkadot. Tại vì sao? Tại vì là các sự kiện của Polkadot á trong tháng 9 này rất rất là nhiều. Và như anh em cũng đã thấy là cái sự kiện đấu giá bên Kusama của bên Polkadot á, thì mới chỉ tầm 4-5 ngày thôi mà nó đã đạt một cái TVL tầm khoảng 200 triệu đô rồi. Thì đây nó chứng kiến một cái sức nóng, mình gọi là một cái sức nóng, khi mà Polkadot dần dần họ triển khai những cái sự kiện của họ để họ có thể bám kịp được với những cái sức tăng trưởng của các đồng coin đối thủ ha, mà mình hay gọi là các đồng coin nền tảng. Thì ở đây chúng ta có gì? Ở đây chúng ta có Sol. Mình sẽ không nói quá nhiều về Sol nữa, tại vì đây là một cái sự bứt phá cũng như là một cái gương mặt rất 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 là nổi trội trong thời gian vừa qua rồi. Thì ai ai cũng đã biết về cái sự bứt phá của Sol rồi, đúng không? Thì hiện tại thì Sol vẫn đang tiếp tục cái đà tăng trưởng của mình, và vào ngày hôm qua thì đã tăng đến 150 đô anh em.
rất rất là kinh khủng ha. Vậy thì chúng ta hãy nói đến Near đi. Near thì sau khi họ, Near cũng là một đồng coin nền tảng, cũng là một đồng coin rất là tốt trong cái hệ sinh thái của Near ha. Thì sau khi mà phải chịu một cú crash của Bitcoin á, thì hiện tại Near bây giờ đã dần dần đã mò về, dường như là đã sắp xỉ chạm được cái mức đỉnh cũ rồi. Và ngày hôm qua cái mức cao nhất của Near trong ngày là nó rơi vào tầm khoảng là 6,9 đô. Thì cái điều này nó cho chúng ta thấy được rằng là gì? Nó cho chúng ta thấy được rằng là những đồng coin nền tảng bây giờ hiện tại đang dần dần bứt phá tăng trưởng rất là mạnh rồi, và có khả năng sẽ break luôn cái ATH của mình. Thì chúng ta có Sol, chúng ta có Near và chúng ta có Polkadot. Và tiếp đến cái đại diện mình muốn nói ở trong video lần này, tiếp theo Polkadot đó chính là ai anh em? Đó chính là BNB ha. Vậy thì trước khi chúng ta đến với BNB, chúng ta hãy đến với một câu chuyện của một đồng coin sàn khác, một đồng coin nền tảng khác, đó chính là FTT. Thì anh em thấy trong thời gian vừa qua đó, thì chỉ cách đây 2 ngày thôi thì FTT đã break luôn cái ATH của mình. Trước đây là tại ngưỡng là 63,36 đô, thì FTT đã vươn lên tới 70,72 đô. Thì tại sao FTT lại có một cái bước tăng trưởng như vậy? Thì mình sẽ giải thích kỹ cho anh em một tí. Tức là FTT á, là một cái đồng coin sàn của sàn FTX ha. Thì FTT á, nó không phải là một cách tự nhiên để mà nó tăng trưởng đột biến như vậy. Và để được đạt được cái mức tăng trưởng đột biến như vậy thì FTT nó cũng phải chịu một cái mức gọi là gián đoạn về giá ở đây. Dĩ nhiên là phải chịu sự ảnh hưởng của Bitcoin vào ngày 19 tháng 5 thôi. Nhưng mà nếu anh em hình dung một cái điều rằng á, ở video đợt trước, trong một cái video mà mình nói về là tiềm năng của blockchain đối với gaming, đối với thể thao ra sao á, thì anh em nào chưa biết mình có thể tìm lại video đó và mình sẽ để ở đường link bên dưới ha. Thì trong một cái video đó mình đã nói rất nhiều về các chiến dịch của sàn FTX. Sàn FTX á, là đây sàn FTX và CEO đó chính là anh Sam ha. Thì FTT này chính là đồng coin của sàn FTX. Và anh em để ý được rằng là từ đầu năm 2021 đến giờ, sàn FTX họ thực hiện rất nhiều chiến dịch để quảng bá cái thương hiệu cho sàn giao dịch của họ. Nhất là về khi mà họ bắt tay hợp tác với những cái tổ chức thể thao điện tử nè, họ bắt tay hợp tác với những đội thể thao truyền thống, và họ thực hiện rất nhiều chiến dịch ở trên đó. Và FTX cũng là trong một trong những sàn giao dịch phái sinh hàng đầu mà nắm bắt rất rõ những cái xu hướng diễn biến đột phá ở trên thị trường tiền mã hóa anh em. Như là anh em có thể thấy rằng là những cái xu hướng chính như là xu hướng về NFT, FTX cũng bắt nè. Đó, xu hướng về DeFi, xu hướng về gaming, xu hướng về nói chung là bất kể những cái xu hướng nào đang diễn biến trên thị trường thì FTX đều là người đều tiên phong trong cái việc là đi đầu trend trong những cái đó ha, và tạo ra những cái sân chơi, tạo ra những cái game để cho các nhà đầu tư họ bị cuốn hút vào. Và mới nhất đây á, là anh em biết là cái con Atlas á, thì nó dường như nó đã ít 100 lần rồi, đúng không? Nó ít 100 lần và nó thuộc về mảng gaming và NFT. Thì FTX á, họ cũng bắt ngay cái trend nó rất là mau. Đó, thì cái điều này á, với những cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ của sàn FTX như vậy thì đã được xây dựng trong một cái quá trình như vậy, thì anh em thấy cuối cùng FTT cũng đã bay. Đó, đứa con tinh thần của sàn FTX. Thì tại sao mình lại nói về FTT trong một cái câu chuyện này? Thì anh em thấy coi sàn như là FTT nè, như là HT của bên Huobi nè, hay là như KCS của bên KuCoin nè, nó cũng đã đều tăng rồi. Nhưng mà đối với BNB ra sao? BNB cũng là một đứa con tinh thần của một trong những sàn giao dịch có khối lượng lớn nhất thế giới là Binance, đúng không? Thì bây giờ so với những cái đối thủ khác thì nó vẫn đang khá là vất vả, mặc dù nó cũng có một cái mức tăng trưởng riêng của mình rồi đó. Nhưng mà xét về cái màn thể hiện của một vị thế là một ông lớn đi thì dường như là nó đang bị tụt lại rồi. Đó, vậy thì tại sao hôm nay mình lại nói rằng là BNB có thể là một gương mặt tiếp theo để mà chúng ta có thể hoàn toàn chú ý được trong quý 4 năm nay? Tức là anh em thấy á, đầu tiên mình sẽ đi đến một cái sự kiện ha, đó chính là về đối thủ mạnh nhất của BNB, đó chính là về là FTT ha, là FTX nè. Tại vì sàn FTX và BNB là dường như là bây giờ là và dường như sàn FTX á, và sàn Binance á, dường như là bây giờ là hai sàn dường như được nhiều người biết đến nhiều nhất rồi. Vậy thì sao? Vậy thì anh em có thể để ý đến một câu chuyện là vào tầm tháng 6, tháng 7 đó, thì sàn FTX đó, họ đã gọi vốn một cách rất là khủng khiếp. Và đây là một cái đợt mà mình nghĩ rằng là lớn nhất trong một trong những đợt lớn nhất trong lịch sử ha, khi mà họ đã gọi vốn tới 900 triệu đô trong một đợt như vậy, và đưa định giá của sàn FTX lên tới 18 tỷ đô la. Thì á, thì trong cái sự kiện này á, thì anh em biết được rằng là FTX á, và đặc biệt là Sam á, đã mua lại hoàn toàn cổ phần của sàn Binance.
Tức là sàn Binance trước đây á, họ đã đầu tư vào FTX rồi, nhưng mà vào cái thời điểm hiện tại, khi mà đối với cái đợt huy động vốn như vậy và định giá như vậy, thì FTX đã vươn lên một cái tầm cao mới, và Sam quyết định rằng là tôi sẽ mua luôn tất cả cổ phần trước đây Binance từng đầu tư vào. Tức là mình nói một cách đơn giản cho nên biết là tức là bây giờ là Sam đã cứng rồi, sàn FTX đã có vị thế rồi nên không cần Binance nữa. Đó, thì nó thì cái điều này nó cũng một phần nó chứng minh được cái vị thế của sàn FTX hiện tại bây giờ đã lớn như thế nào, đúng không? Và đã có một câu chuyện xảy ra, tức là một câu chuyện này á, nó đã xảy ra ra sao? Tức là sau khi mà FTX họ mua lại cổ phần của Binance rồi á, thì Sam có thực hiện một cái cuộc phỏng vấn. Đây, Sam CEO của FTX, thì anh có thực hiện một cái cuộc phỏng vấn để nói về cái sự kiện này á. Thì anh nói rằng là cái việc mà chúng tôi mua lại của cổ phần của Binance là để ngay càng khẳng định cái vai trò quan trọng trong cái hệ sinh thái của FTX, là phải được do chính con người FTX xây dựng, phải được do chính những cá nhân trong đó phát triển, chứ không muốn liên quan đến bất kỳ một cái sàn giao dịch tiền mã hóa crypto nào cả. Đó, và khi mà một cái vấn đề mà anh em biết là nó rất là rắc rối trong vấn đề gần đây là một vấn đề pháp lý mà Binance đang phải đối mặt á, thì khi mà được hỏi về những cái vấn đề như là anh cảm thấy ra sao về những vấn đề rắc rối pháp lý mà Binance đang phải đối mặt á, thì Sam trả lời rằng là cái vấn đề đó thì tôi không biết, nhưng mà đối với sàn FTX á, thì chúng tôi luôn tuân thủ tất cả những cái nguyên tắc, tất cả những cái khung pháp lý để đưa ra để chúng tôi có thể phát triển crypto, thì sàn FTX thì dường như là thực hiện tốt về cái vấn đề đó. Nhưng mà cái vấn đề drama tiếp theo anh em biết á, là khi mà Sam tiếp tục chia sẻ á, thì nó nằm ở đây nè. Nó nằm ở cái việc là Sam nói rằng là cái việc mà bạn không tuân thủ pháp lý, cái việc mà bạn luôn thờ ơ với nó, thì chứng tỏ là bạn đang bị kém linh hoạt trong cái việc thực thi mà thôi. Thì chính cái việc kém linh hoạt đó thì sẽ khiến bạn lép vế trước các cơ quan pháp lý, và đó cũng như là một cái miếng mồi ngon để mà các cơ quan pháp lý xoáy sâu vào cái điểm yếu đó của bạn mà thôi. Thì không biết là Sam đang nhắc tới Binance hay là nhắc tới bất kỳ một sàn giao dịch nào, nhưng anh chỉ nói một cái khái quát chung chung như vậy mà thôi. Thì ở đây thì nó tạo ra một cái drama rất là lớn đối với hai sàn giao dịch dường như là kỳ phùng địch thủ, và dường như là hai sàn giao dịch lớn nhất hiện tại đó anh em. Thì sau đó thì các cộng đồng họ đã moi lại những cái tuyên bố của CZ đó của CZ thì ông là CEO của sàn giao dịch Binance trước đây á, thì ông nói rằng là Binance dĩ nhiên là một vị thế lớn và chúng tôi phải thực hiện một cách rất là tuyệt đối về những vấn đề pháp lý này, không có lý do gì mà Binance sẽ bị sờ gáy ở trong cái vấn đề này hết cả. Nhưng hiện tại cái tuyên bố đó của CZ dường như nó đã bị vô hiệu hóa rồi, tại vì anh em thấy hiện tại á, thì cái bức tranh mà về pháp lý thì những cái mũi giáo, những cái mũi nhọn liên tục chỉ về Binance trong thời gian gần đây là nó lớn như thế nào. Nó đến từ Anh Quốc, nó đến từ Ý, nó đến từ các nước châu Á, như là nó đến từ Thái Lan, đến từ Malaysia, hay là ngay cả vào sáng nay nữa thì nó đi qua cả châu Phi cơ, thì nó đến từ đất nước Nam Phi. Đó, thì cấm giao dịch, thì cấm sàn Binance giao dịch tại quốc gia của họ. Thì dường như là cái vấn đề pháp lý của Binance nó đã trải khắp các châu lục rồi đó. Thì lại quay về với câu chuyện là tại sao mình đã nói BNB như vậy. Đó, thì anh em thấy drama giữa sàn FTX ngày càng phát triển về tất cả mọi phương diện, đúng không? Về pháp lý cũng có, về tất cả mọi phương diện họ không bị một cái vấn đề gì hết, nhưng đối với riêng sàn Binance á, thì họ lại bị một cái vấn đề là họ lại bị pháp lý. Trong khi á, FTX là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Binance, và FTT cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với BNB ha. Thì FTT đã đi đến mức này rồi thì không có lý do gì BNB đã phải chịu tụt lại cả, nhất là khi chúng ta so sánh về vị thế của sàn giao dịch Binance, hoặc thậm chí chúng ta có thể so sánh một cái phép so sánh khác như là về hệ sinh thái của Ethereum, hệ sinh thái của Sol, tất cả hệ sinh thái của Near, những gương mặt non trẻ như Near, thì hệ sinh thái của Dot nè, thì những gương mặt này nó đã mầm móng và đã tăng trưởng rồi, đúng không? Nó đã dần phát triển cái hệ sinh thái của nó lên một cái tầm cao mới rồi. Vậy thì chúng ta hãy nhìn lại một cái sự kiện, đó chính là hệ sinh thái của Binance ra sao, đó chính là về BSC anh em. Anh em thấy là trong khoảng quý 1 năm 2020 đó, ở năm 2021 đó, thì BSC tăng trưởng dường như là một cái cơn sốt rất là mạnh. Và thời điểm đó như hiện tại thì chúng ta thấy BSC dường như là đã bị dần thụt lùi đối với những các đối thủ khác. Đó, như là hệ sinh thái của Sol, Ethereum, hoặc là những gương mặt non trẻ như Near ha. Thì mình nghĩ rằng chắc sắp tới
CZ cũng phải có những cái biện pháp để có thể cải thiện vấn đề này. Đó, bằng chứng là sao? Bằng chứng là gần đây chúng ta thấy rằng là mặc dù cái vấn đề rắc rối pháp lý đó nó đã được giải thỏa một phần rồi, là cơ quan tài chính của Anh Quốc đó anh em là FCA đó, họ đã khẳng định rằng là Binance hoàn toàn tuân thủ pháp lý, và điều đó có nghĩa rằng là sàn giao dịch Binance sẽ hoàn toàn được hoạt động hợp pháp tại Vương quốc Anh ha. Mặc dù ở thời điểm hiện tại những vấn đề pháp lý đó chưa hoàn toàn được giải quyết một cách tuyệt đối đối với sàn giao dịch Binance, nhưng mà nó đã có những cái bước chuyển biến tích cực rồi. Vậy thì mình nghĩ rằng là trong phương diện tháng 4 này cũng như là trong quý 4 này thì không có lý do gì mà Binance để đứa con tinh thần của mình là BNB từng lừng lẫy một thời mà chịu thua bởi những gương mặt cạnh tranh khác, và nhất là đối thủ nặng ký là FTX và FTT ha. Thì chúng ta hãy nói đến một tí về vị thế của CZ đi. Đó chính là cái thống kê mới đây á, của những tỷ phú giàu nhất của Singapore á, do trang Forbes á, thì chúng ta thấy rằng là ông đã lọt vào vị trí thứ 22 rồi và đạt là 1,9 tỷ đô la ở trên cái mức tài sản ròng của ông. Nhưng mà đây chỉ là một cái thống kê ở trên Forbes mà thôi. Nhưng mà mình cũng chia sẻ nó cho anh em một cái thông tin thú vị khác, đó chính là nếu mà xét trên một cái phương diện gọi là về crypto á, thì hiện tại thì CZ đang nắm ở khoảng 92% cổ phần của sàn dịch Binance ha. Thì nếu mà tính ra cái mức tài sản của ông á, thì nó rơi vào khoảng tầm 183 đến 184 tỷ đô lận. Thì nếu mà chúng ta tính theo một cách đó thì CZ hoàn toàn là vượt qua Jeff Bezos của Amazon ha. Thì Jeff Bezos từng là một vị tỷ phú giàu nhất thế giới, và tổng tài sản của ông hiện tại là chỉ có khoảng là 179 tỷ đô mà thôi. Thì nếu tính qua một cái phép thử đó thì chúng ta thấy rằng là CZ hoàn toàn có mức tài sản ròng cao hơn cả Jeff Bezos. Thì điều này chứng tỏ là cái vị thế của ông ra sao. Và mình nói một câu chuyện khác. Hồi nãy là mình đang so sánh về các đối thủ cạnh tranh, về các bức tranh, các drama, các hệ sinh thái đã khiến BNB đang dần đánh mất như thế nào, và CZ với một cái vị thế là một trong những người như thế này, đó một cái profile khủng như thế này, thì chắc chắn là trong thời gian sắp tới ông sẽ không để yên như vậy đâu. Thì và chúng ta thấy được rằng là về cái bức tranh pháp lý sẽ được cải thiện ra sao. Thì vào ngày hôm qua đó anh em, thì CZ cũng đã tiết lộ rằng là sàn Binance US á, đây là một cái chi nhánh của sàn giao dịch Binance tại Mỹ ha, thì họ thì ông đã tiết lộ một cái tham vọng rất là lớn là sàn giao dịch Binance US sẽ tiến hành IPO, tức là sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán trong vòng 3 năm tới. Và để đạt được điều này á, thì ông cũng nói luôn, ông cũng khẳng định rằng là Binance US sẽ đi theo bước chân của Coinbase. Những gì mà Coinbase làm được thì Binance US cũng phải làm được vấn đề đó. Thì để được niêm yết trên sàn chứng khoán thì anh em biết được rằng là cái điều kiện pháp lý phải được tuân thủ một cách rất là nghiêm ngặt. Và mình chưa muốn dùng đến một cái thuật ngữ chính là sự trong sạch luôn. Thì chính vì điều này cũng thể hiện một cái tham vọng rất rõ của CZ rằng là trong tương lai Binance US sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán trong vòng 3 năm tới ha. Và tất cả những khung pháp lý tôi sẽ giải quyết một cách triệt để thực hiện cái tham vọng này. Thì điều này nó cũng cho chúng ta một cái niềm tin được rằng là những cái vấn đề pháp lý gần đây của Binance á, chỉ là một vấn đề tạm thời mà thôi. Thì với một cái cương vị như CZ thì những vấn đề pháp lý đó sẽ được dẹp bỏ hoàn toàn trong tương lai. Thì đó là điều mà chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng được. Và điều này nó sẽ tác động rất lớn đến giá của BNB trong thời gian sắp tới ha anh em. Đó. Vậy thì một cái điểm tiếp theo để mà cái điểm cuối cùng để mà mình muốn anh em lưu ý về đồng BNB này trong sắp tới, tức là hiện tại chúng ta đang ở tháng 9 đúng không, và chúng ta đang tiến đến sắp gần tới quý 4 rồi. Và BNB, chúng ta hãy nhớ lại đi, BNB họ có một cái chiến dịch, tức là chiến dịch burn token, burn coin của họ, đó là chiến dịch mà BNB sẽ thực hiện đốt coin của mình, đốt cái đồng BNB này trong hàng quý, đúng, trong hàng quý, để có thể giảm thiểu nó. Và đến khi nào mà họ loại bỏ được 50% nguồn cung của BNB thì họ mới ngừng cái chiến dịch này. Thì cái chiến dịch này đó, nó làm cho cái đồng BNB sẽ trở nên khan hiếm hơn và sẽ trở nên có giá trị hơn trong tương lai ha. Và BNB cũng là một đồng coin top, nằm trong top 10 đồng coin mà đã đưa ra tổng cung hết tổng cung của mình rồi. Thì anh em thấy đây, mình sử dụng dữ liệu của trang CoinMarketCap, thì hiện tại là BNB nó đã đưa ra hết cái số lượng coin của nó được lưu hành ở trên thị trường rồi. Đó, thì với cái sự kiện mà thiêu hủy đồng coin như vậy trong tháng 10 này, cộng với những cái bức tranh mình so sánh từ nãy tới giờ cho anh em dễ dàng hình dung ra, cũng như là cái tham vọng của CZ sẽ đưa sàn Binance US lên niêm yết chứng khoán trong thời gian sắp tới ra sao, thì mình nghĩ rằng là việc BNB có thể tăng trưởng mạnh trong thời gian sắp tới là điều hoàn toàn có khả thi ha anh em. Đó, thì
trong một cái video cuối tuần này thì mình muốn mang đến cho anh em một cái bức tranh như vậy mà thôi. Thì bên cạnh Polkadot thì chúng ta vẫn còn có BNB đó, và chúng ta hoàn toàn có những dữ liệu cơ sở để tin tưởng rằng là BNB có thể là một đồng coin phát triển, tăng trưởng mạnh trong thời gian sắp tới ha. Ok, vậy thì mình nghĩ là đến đây thì video của mình cũng đã khá là dài rồi. Thì mình hy vọng rằng là video này cũng sẽ mang đến cho anh em những cái nhìn mới hơn về tình hình thị trường trong thời gian vừa qua, cũng như là đâu là những đại diện xứng giá để chúng ta có thể suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư trong thời gian sắp tới. Và lời cuối cùng thì mình cũng cảm ơn anh em vì đã đồng hành cùng mình trong video này. Xin chào anh em.